Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lobsutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục khám phá trong thế giới thời đại siêu anh hùng ha. Hiện tại thì mình đang ở trong nhà để cố thủ thôi. Hôm nay là một đêm mà xung quanh rất là nhiều quái luôn, nhưng mà hình như nó... Ui trời trời ui, hú hồn. Trời đất ơi, nguyên con zombie to đùng ở bên ngoài. Để mình ra mình khô... Ui cái tay nó kìa, nó thò vô cái nhà mình luôn rồi. Mình sửa cái cúp của mình lại cái đó. Mình dùng hôm qua rồi nó khá là hơi nhiều hết, cái cung cũng vậy nè. Mình sửa cho nó full double lại đi. Rồi mình sẽ ra mình khô máu với nó luôn. Hôm rồi mình dùng bộ giáp siêu hùng nhiều rồi, hôm nay dùng cúp đánh đó. Này thì giờ bay không lộ, mình tẩn cho nó ra một trận luôn nè. Đấy, cúp mình cũng rất là mạnh đấy chứ, tại vì hôm rồi mình dùng đồ siêu hùng ấy nên sức mạnh nó bị kìm hãm lại. Đấy, một bổ thôi là 35 máu chứ không có ít đâu. Giờ bay các thứ là cứ một bổ vô là đầu là chết liền à. Còn con zombie chết đuối này, ngươi muốn gì? Muốn cái gì thì ha, nhìn vô cái cúp ta đi rồi nói chuyện. Ở đây vẫn còn một cái con zombie phiên bản bự bự. Bự con không phải là ngon, mà quan trọng là phải có vũ khí mạnh nha cưng. Con zombie lửa này cũng vậy nè. Xong mày này dọn dẹp sắp xôi. Ui ui, con này nó trưởng cá độc nè. Này thì trưởng độc hả? Trưởng độc là mắc ghét rồi. Ui dồi ôi, mới một xíu thôi mà cái bộ giáp mình hư đến vậy rồi á. Hình như bộ giáp ultimate của mình nó chưa được cường hóa cái dòng chậm hỏng hay sao á. Ồ, đúng rồi, bộ giáp ultimate của mình chưa cường hóa dòng chậm hỏng nè. Mình sẽ cường hóa cái dòng chậm hỏng lại. Ồ, cường hóa chưa vậy? Unbreaking, à đúng rồi, mình đã cường hóa xong rồi. Mình sẽ cho nó một chút chậm hỏng á, để mình dùng cho nó ok một xíu. Đấy, chậm hỏng, enchant rồi sửa lại. Cái ổn cũng vậy nè, có chậm hỏng thì mình sẽ dùng được lâu hơn rất là nhiều á. Bảo sao mình ra ngoài mình thấy giáp màu hư rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình muốn test thêm một cái năng lực nữa của bộ giáp siêu anh hùng The Flash, nhưng mà hôm qua mình chưa có khám phá ra. Lúc rảnh rỗi thì mình có tập luyện rồi mình khám phá ra. Để bây giờ mình sẽ mặc bộ giáp của siêu anh hùng The Flash vô lại nha. Đây mình sẽ mặc vô cái áo, cái quần, cái ổn, something. Hôm qua là mình chỉ test những cái kỹ năng rồi các thứ đúng không? Nhưng mà còn một cái năng lực mà nó bị ẩn đi, mình chưa có tìm ra. Đó chính là năng lực trèo tường. Bình thường thì trèo... Ui ui, cái này là nhảy cao rồi, không tính. Bình thường là mình không có đi trên tường được đúng không? Nhưng mà khi mình tăng cái tốc độ lên á, hiện tại thì cỡ 20. 20 thì đó. Thấy không? Nè, tới bắt vách tường nè, mình sẽ đi lên luôn. Rất là đã ha. Và cái này nó sẽ áp dụng đối với những cái bức tường cao chót vót luôn, nó vẫn áp dụng được ha. Tại đây mình sẽ sử dụng kỹ năng đi trên vách tường luôn ha. Cái này vách tường thẳng đứng luôn nè. Mình ví dụ đây là vách tường đây. Rồi mình sẽ đi tới lưng gần nè. Và... Ui ui, lại. Đó. Mình đang đi lên luôn kìa. Rất là ảo mà. Rồi đứng trên đây coi. Ui ơi, trên đây nó cao quá, mình không thấy ở dưới luôn á. Giờ mình sẽ xuống dưới lại đi, rồi mình sẽ đi lên, rồi mình coi mất cỡ bao nhiêu giây đối với một cái bức tường cao như vậy ha. Thử lại nè. 1, 2, 3, cỡ 3 giây thôi là đi tới trên đỉnh luôn, mà nó còn văng lên trên cao một đoạn nữa nha. Ảo thiệt sự. Rồi, hôm rồi thì mình đã khám phá ở thế giới kiến nè, rồi thế giới địa ngục các thứ, nhưng mà quên mất cái cổng kết thúc á, mình đã tìm ra ngay từ lúc đầu luôn, nhưng mà mình chưa có qua đó để đánh đồng thử. Nên hôm nay thì mình sẽ thử qua thế giới DN ha. Coi mình có đánh bại được con rồng trong ngày hôm nay hay không. À đây rồi, tới rồi. Ui nó chưa có gắn được cái con mắt nào luôn á. Để mình sẽ tự gắn vô ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mình cần thêm 3 con nữa. Boom. Xong phim. Mình đã kích hoạt thành công cái cánh cổng kết thúc rồi ha. Và bây giờ thì cùng mình bước qua thế giới DN coi mình có thể đánh bại con rồng trong bao nhiêu lâu ha. Đi. Không hiểu tại sao luôn, mình xuống cái thành phố của thế giới kết thúc á, xong có nó bị văng game miết à. Lạ thiệt, tính ra ở trong đây còn nhiều cái giới hạn lắm luôn á. Thôi chắc mình sẽ từ bỏ cái ý định mà xuống thế giới kết thúc nữa. Ê, ô skin mình đâu rồi, what the hell, sao mình lại thành anh Steve rồi. Ok, no, skin mình đâu rồi. Trời ơi, mất đi sức mạnh tinh thần của mình rồi.
Buồn thiệt luôn á. Vô giờ mình mới phát hiện là mình mất cái skin chứ. Chán thiệt luôn. Rồi bù lại thì mình sẽ mang theo set đồ người sắt đi, để che đi cái skin bên ngoài này mới được. Thiệt tình luôn á. Mặc vô, mặc vô. Đó. Đội không cái mũ gì nhìn được không? Thôi không được, như vậy thì nó không có sáng đèn cái con mắt được. Mà mặc full vô thì nó mới sáng đèn được hay sao á. Đó. Như vậy thì có vẻ ổn hơn rồi nè. Ý, được 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 nha. Ít ra thì nó cũng có như vậy ha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tập trung khám phá vô một thế giới kiến khác đi. Hôm qua thì mình đã khám phá thế giới kiến kiến đỏ rồi đúng không? Hôm nay thì mình sẽ thử tìm tổ mối đi. Hy vọng là mình có thể tìm được tổ mối hoặc là thế giới kiến máy móc cũng được. Giờ còn hai loại kiến đó mình chưa khám phá nè. Mình làm dấu ở bên đây là tổ kiến đỏ, mình nhớ rồi. Giờ thì cần tìm tổ kiến máy móc. Tổ kiến đó chắc tìm hơi khó rồi. Để mặc giáp người sắt vô bay cho nó nhanh nè. Đi. Giờ chúng ta cùng nhau bay đi tìm bay đi tìm tổ 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 kiến máy móc á. Lần trước mình đi khám phá mình nhớ là không có cái tổ kiến máy móc nào gần nhà mình luôn á. Tổ kiến đỏ thì có nhưng mà tổ kiến máy móc thì không á. Ui, sao đây có nhiều bò ấy gì đó? Cái này là bò táo không à, chứ không phải bò táo vàng. Phải chi ở đây có bò táo vàng thì tốt biết mấy. 4 năm bữa đó mình không có tìm được đàn bò táo vàng nào luôn á, toàn bò táo bình thường thôi à. Chắc hôm nay mình phải đi thẳng về hướng hướng nam luôn đi. Khám phá vùng đất mới luôn á. Để coi coi có gặp được công trình mới với lại cái tổ kiến máy móc hay không. Và trong tương lai thì chắc mình sẽ sử dụng cái phần red red gem á, để mình chế tạo những cái bộ giáp người sắt mát cao hơn một xíu ha. Mát 10, mát 20 chẳng hạn. Đó, những bộ giáp đó trong tương lai mình gom đủ nguyên vật liệu là mình sẽ chế tạo liền luôn ha. Còn bây giờ thì chúng ta cứ tiếp tục sử dụng mát mát 4 đi. Mình thấy mát 4 xài cũng tương đối ổn, mặc dù nó hơi ít loại vũ khí một xíu thôi. Nãy giờ bốc phét cũng được một lúc rồi mà chưa ra khỏi cái vùng biển nữa nè. À đây 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 rồi, hết biển rồi. Tới cái đảo. Không hiểu luôn, hết biển rồi tới đảo. Thôi cho công trình đi. Hoặc là tổ kiến cũng được, coi đây có tổ kiến không. Đây không có tổ kiến luôn. Năng lượng của mình thì còn 72% á, chắc cũng đủ để mình bay tới một cái vùng đất mới á. Khi bay thì mình cũng phải chú ý năng lượng đó nha, chứ kiểu lo bay không mà một hồi nó rớt cái tẩm xuống nước thì lúc đó không biết lên cái gì luôn á. Rồi còn 67% năng lượng nè. Cố lên, phải tận dụng hết năng lượng mới được. Sao cái biển này to dữ vậy ta? Mình đi nãy giờ lâu lắm rồi đó mà chưa thấy đất liền á. Toàn là biển không luôn. Chết rồi, gặp gặp cái biển siêu to khổng lồ rồi. Nó chỉ có mấy cái đảo nhỏ nhỏ với những cô bạn gái lạc trôi trên đảo thôi nè. Trên đảo thì làm gì có tổ kiến đâu, mình nhìn không thấy. Chết rồi. Bữa nay là chuyến khám phá mà kiểu như là hơi nhỏ nhất từ trước tới giờ luôn á. Có kìa, không thấy bất kỳ một cái vùng đất mới luôn, toàn là đảo hoang không. Xung quanh mình toàn là nước ấy luôn á. Vậy thì toang mất. Bay gần hết nhiên liệu rồi, còn 40 mấy% à. Toang rồi, tới đất liền đi, làm ơn. Đừng có đảo nữa nè, đảo tiếp nè. Quá trời quá đất đảo rồi, nhưng mà trời trời. Hình như cái đảo này là cái đảo nữ nhi hay sao á. Toàn bạn gái không nè. Mà không được không được, nhà mình có bạn gái rồi, mình có nóc nhà rồi, không được. Mình không thể làm như vậy được. Chắc mình vô công trình thì mình khám phá luôn quá. Mà hình như bộ giáp người sắt thì nó không cho mình khả năng thở dưới nước hay sao á. Đúng rồi, nó không cho mình thở dưới nước sao mình. Ui ui. Chết ơi. Ui ui, chết 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 chết. Hư 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 giáp, hư giáp. Xong luôn rồi. Bộ giáp mình xuống nước nó báo lỗi rồi kìa. Ui chu cha. À không, hình như hồi nãy hết pin thôi chứ không phải là báo lỗi đâu. Hết pin. Cho nó sạc pin lại cái nè. Hết pin thôi. Unsuitable environment. Ui cái môi trường này không thích hợp rồi. Ui da, ui, ui hư giáp, hư giáp. Ui dù, ui ui dù. Đúng đúng đúng, bộ giáp thì không có thể xuống nước được. Ồ, đáng cân nhắc ghê ta. Mặc giáp này thì mình khám phá dưới nước cũng không ok.
tại vì nó không có thở dưới nước được á. Chắc gì, ôi hình như trên kia là đất liền hay sao kìa. Hy vọng đằng kia là đất liền á. Để mình bay lần đó coi, mình dùng một chút xíu nhiên liệu cuối cùng của mình bay qua đó. Hết hết nhiên liệu luôn rồi, cho nó sạc lại đi ha. Để coi coi như thế nào. Trên đảo cũng không có cái tổ nào luôn, có bất kỳ cái tổ nào luôn á, tổ kiến nào luôn. Sao vậy ta? Mình đang rất là cần một cái tổ kiến mà. Ê, ê, có bò nè. Nhưng mà có một con à. Ở đây có nữa. Phải lưu lại, mình phải lưu lại mới được. Đảo bò vàng. Mình phải lưu lại để có gì mình dẫn những em bò này về nhà rồi sau đó mình nhân giống lên mới được. Chứ tầm này là phải chịu khó thôi chứ biết sao giờ. Tính ra hôm nay đi khám phá cũng được á. Tuy không có gặp tổ kiến nhưng mà gặp một đàn bò vàng là mừng lắm rồi. Hôm nay mới gặp luôn. Coi, giờ thì năng lượng của mình đã sạc lên được 70%+ rồi nè. Mình sẽ tiếp tục bay để đi tìm một cái vùng đất mới ha. Hôm nay khám phá toàn quá, không có gặp cái vùng đất nào luôn á. Buồn dễ sợ buồn. Trời trời trời, đừng kêu con cua to chứ kìa. Con cua đánh nhau với rồng, rồng biển. Ui ui ui, cái kèo này hơi căng, kèo này hơi căng. Các bạn chọn con nào? Mình chọn con cua nha, con cua khá là khỏe đấy. Đó 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 đó. Chọn con cua. Ui ui, cua kẹp kìa, cua kẹp kìa, rồng nước đang thất thế kìa. Đó, cua kẹp phát nào là đẩy lùi con rồng biển phát đó. Cố lên cua, cố lên cua, cố lên cố lên. Cố lên, đúng rồi, kẹp kẹp nó, kẹp nó. Cố lên cua, cua còn có thể hồi phục máu nữa kìa. Chiếc này rồng biển toàn chắc chắn rồi. Để coi coi, thật sự là ui, 2-1 rồi, 2-1 rồi, chơi không fair play rồi. Chơi mà chơi quýnh thôi đâu. Con này hư hỏng ạ. Chơi mà, đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác, chỗ hai con kia đang solo. Rồi tiếp tục solo đi. Rồi cái kèo này gồng nước thua chắc rồi, gồng nước đang bị thất thế lắm kìa. Con cua hồi phục liên tục mà. Cố lên cua, đừng làm ta thất vọng cua ơi. Đặt hết, tay đặt cược hết vô ngươi rồi đó. Cố lên nào, cố lên nào. Cố lên. Kẹp cái nữa, cố lên, hai kẹp nữa. Một kẹp cứ cung, chuẩn bị thắng nè. Yeah. Tuyệt vời. Chiến thắng hả, người chiến thắng thì ta cũng tiễn người đi luôn. Hôm nay mặn thịt cua luôn. Hôm nay mình sẽ đãi các bạn ăn con cua này nha. Ây da, ây da, mặc giáp Ultimate vô, để chiến đấu. Không là nó ăn hiếp mình đó, tại vì nó hai ba con lận. Thấy chưa, ý mình mặc giáp này mà nó còn cà khịa mình cơ. Láo nháo. Không bằng thịt cua, giang hồ không coi cái gì. Bắn người luôn, làm cua nướng luôn, bắn cho thành cua nướng luôn. Này thì cua nè, xong phên, xong phên. Lụm thịt cua nào, để coi coi nó rớt đồ ra chưa. Đây, 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 đây. Quá trời quá đất đồ luôn nè. Hình như đây là thịt cua hay sao á. Đúng không? Đúng rồi, rau crab meat nè. Tức là thịt cua sống ấy, mình đem về mình nướng lên ăn hơi bị đã luôn nha. Rồi con rồng nước thì nó không rơi ra đồ xịn ha. Nên thôi mình cũng bỏ qua đi. Đấy, ngon liền, hôm nay có đồ ăn mới liền. Rồi, giờ thì mặc giáp người sắt rồi chúng ta tiếp tục bay thôi nè. Lên lẹ, lên lẹ. Đi tiếp, đi tiếp. Nãy giờ ngồi già chuyện cho đó hơi lâu rồi đó. Đi khám phá nhưng mà không quên già chuyện á. Rồi, đi thôi. Nhưng mà thiệt luôn á, trời, nãy giờ mình không tìm thấy vùng đất mới luôn á. Chẳng lẽ phía nam này là toàn là biển không sao? Biển gì mà biển nhiều dữ không biết nữa. Nãy giờ không thấy một cái vùng đất mới luôn. Lúc trước đi khám phá trên bờ thì toàn gặp sa mạc. Bây giờ đi về hướng nam toàn gặp là biển không à. A few moments later. Ui, mình bay gần cạn nhiên liệu thì ở đây gặp hai cái công trình. Và khá là giống nhau á, để coi coi đây là công trình gì cái đó. Ô ô ô. Đây là công trình của những cái con rồng biển á. Mình nhìn từ trên cao mình phát hiện nè. Quá trời quá đất rồng biển không à. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Đập lẹ, đập lẹ, đập lẹ những cái lồng đó ra. À, đông quá. Không biết một mình có cân hết cái đám này không nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng á. Nó vẫn còn cái lồng spawn kìa, để mình lên mình đập mới được. Không thôi là nó đẻ ra thêm á. Mình chưa giết hết là nó lại đẻ ra thêm là mệt lắm. Nó quýnh mình không lên nổi luôn nè. Không được rồi, toan rồi.
Cố lên, không thể thua như vậy được. Mặc dù giáp mình tương đối khỏe ha, nhưng mà nó vẫn quýnh rất là đau luôn. Không đập được kìa. Gồng biển ha. Cố lên, không thể thua như vậy. Rồi xong hai con. Sắp rồi, ui đừng có đẩy ta ra ngoài. Nó chơi khôn quá, nó đẩy mình ra khỏi cái tổ của nó luôn rồi kìa. Mà sao mà mình đập được đây? Trong đó nó còn rương nữa, mình phải lấy rương đồ của nó coi có gì mới được. Biết đâu là một cái vũ khí gì đó xịn sò con bò thì sao? Quên cây cung này thì không có bắn như nước được. Tiếc tê. Giờ quan trọng là câu áp sát vô nè. Đây gần áp sát được rồi. Cố lên. Nó còn có một con trên đảo. Ui nó đẻ ra lứa mới rồi. Đó là hậu quả của việc không đập hết lòng spawn đó. Ừ đúng rồi, các ngươi hất ta vô bờ đi. Đúng rồi, ta lên đây ta đập cái lòng spawn. Ây da. Nó chơi khôn quá. Nó tấn công liên tục luôn á. Bực thiệt sự. Rồi đêm zombie lại xuất hiện rồi. Mỗi lần sự kiện này xuất hiện là xung quanh mình toàn là zombie không à. Nè. Nó đông như mớ hội gì đó. Trời đất ơi. Già trẻ lớn bé to nhỏ vậy có. Đủ tới lộ zombie luôn. Mèn đất ơi. Thôi đủ rồi. Trời ơi, người ta chiến đấu với con biển chưa xong mà còn bị cà khịa bởi những con zombie nữa. Như vậy thì toan mất. Chắc mình phải mở một cái lối đi vô trong quá. Nhìn cái này vô. Rồi mở cái lối to ra để mình vô cho nó dễ ha. Chắc mình dùng. Ui. Mù ơi. Nó quýnh cho mình mù lờ rồi. No. Chóng mặt nữa. Toan mất rồi. Thiệt luôn á. Không được rồi. Chắc mình phải sử dụng bộ giáp của người sắt để mình bay lên trên thôi. Ui, hư giáp. Oh shit. Con này, đập đây. Rồi xong biết rồi. Đập xong cái lồng rồi. Ui. Kệ, đập xong cái lồng rồi. Giờ thì bị quýnh gớt xuống đây cũng không sao á. Giờ thì mình chỉ cần lấy đồ xong mình chuồn được rồi đó. Cụ nhây với mấy tên này tốt thời gian lắm. Nó được cây rìu với mấy con cá à. Trời đất ơi, có cây rìu không mà làm người ta ăn hành nãy giờ. Ổ mấy con này ghê á. Thôi không chơi nó nữa đâu. Cuối cùng thì mình cũng gặp được một cái công trình rồi. Ơ và quên nữa. Hồi nãy thì mình farm có rơi ra một cái vật phẩm tên là Blue Sprint ha. Cái này nó để thông tin là của Captain America Adventure luôn nha. Nghe tên là thấy VIP rồi. Và công trình này là để mình bay ra coi. Ồ. Một cái căn cứ của một con thuyền hải tặc. Đúng bài rồi. Mình sẽ tấn công vô đây ha. Mình sẽ tấn công vô tầng nào trước ta? Mình nghĩ trên đó có những con xương thì mình nên né nó ra đi. Bay vô đây. Đáp xuống. Tấn công vô đây, đúng rồi. Dùng súng máy tấn công trước. Ui, hết rồi. Thôi. Dẹp cái bộ giáp này qua bên đi. Mặc cái giáp Ultimate. Quẩy cho nó nhanh. Công trình này là phải đánh nhanh cũng gọn mới được. Không là nó xuất hiện nhiều tên cướp biển lắm. Đây là căn cứ của cướp biển mà. Này thì cướp biển nè. À, đập cửa luôn. Dùng cái cướp này làm vũ khí chính tiện lắm luôn á. Vô thay vì mình bấm nút mở cửa mình đập luôn cái cửa. Đấy thế nó mới cục xúc được. Rồi. À có cái lồng nè. À cầm cái cờ gì? Cầm cờ hả? Ui mấy tên này mặc giáp nên khá là trâu ha. Một cướp của mình không giết được. Phải hai cướp mới giết được. Rồi không sao. Mặc dù trâu nhưng mà mình vẫn đánh tốt được ha. Đó, đánh mà nó không kịp trở tay để hồi máu luôn mà. Phá căng. Rồi, tầng này đã khám phá xong rồi. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang khám phá bên trong con tàu luôn nha. Không biết. Ui, trời, sao mình lọt xuống đây rồi. Cái này là chỗ để nó nhốt mấy tù nhân nè. Đây có ngọc lục bảo, mấy thứ lặt vặt. Còn gì nữa không? Đốt các thứ. Vàng. Ok. Cái túi này là túi Legendary để mình mở thử coi. Trời đất ơi, Legendary mà nó cũng ra những cái món đồ quá là điều bình thường luôn. Tầm này thì nó cho mình Titanium với Uranium thì may ra mình còn kiểu như là giữ lại ha. Tại vì bây giờ mình chỉ cần mấy cái món đồ mà nó xịn hơn kim cương một xíu á để mình làm những cái vũ khí Ultimate nè. Rồi, trong đây thì có vàng, sắt. Hết à?
Nói chung thì công trình này cũng khá là nghèo ha. Và hình như nó còn không có boss nữa hay sao ấy. Hình như công trình này không có boss các bạn à. Hồi đáng tiếc. Ê, và hình như tầng dưới nó còn hay sao nè. Ồ đúng rồi, tầng dưới này nó còn một chỗ nữa. Cái này là như là cái gian bếp, cái chỗ nấu ăn của mấy tên cướp biển hay sao ấy. Nè. Nhìn khá là giống ha. Rồi như vậy thì cái công trình này cũng chỉ có thế thôi. Là hết rồi. Khá là đáng tiếc cho công trình này, tại vì nó không có boss á. Phải như có một cái tên thuyền trưởng ra solo 1-1 với mình thì lúc đó chắc nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều á. Thôi kệ, gặp được công trình cũng may rồi. Ơ, và chắc mình sẽ bay thêm một đoạn nữa rồi mình sẽ trở về nhà để chế tạo giáp siêu anh hùng thôi. Bởi vì mình đã có được cái tấm này nè, cái tấm này để làm ra bộ giáp siêu anh hùng Captain America mà phiên bản nó khác bọt không một xíu á. Mình sẽ tranh thủ mình lên đảo mình khám phá một tí coi có cái tổ kiến máy móc hay là tổ mối nào hay không á. Rồi sau đó thì mình sẽ trở về nhà thôi. Hy vọng là mình sẽ sớm gặp được một cái tổ kiến nào đó gần đây nè. Giờ mới thấy đất liền á. Ui, đây tổ kiến gì đây, con xương này đi ra chỗ khác đi. Cái gì đây, láo nháo hả, láo nháo chứ. Iron Man hả, giờ phải đợi con kiến này nó ra thì mới biết nó là con kiến gì nè. Thế nó mới khổ ấy chứ. Ui trời 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 trời, đúng hồn trời đất ơi. Mình đang đợi mà đâu ra con Reaper từ trên rớt xuống chứ. Hên là mình còn phản xạ, mình đấm vô mặt nó hai cái cho nó chết chứ không là banh xác rồi hư cái tổ luôn à. Nhưng mà có vẻ cái tổ kiến này khá là lâu xuất hiện á. Mình đợi nãy giờ cũng cả buổi rồi chứ mà không thấy nó xuất hiện ra nè. Đấy rồi. Trời ơi, nó là con kiến thường, cay tê. Làm mình ngồi mình đợi cả buổi trời, rốt cuộc nó là con kiến thường à. Su cà na luôn. Giờ phải đi tìm một cái tổ kiến khác rồi. Tổ kiến thường thì nhà gần nhà mình nhiều lắm. Còn bên đây là tổ kiến gì đây? 3 tổ một lượt luôn nha, 4 tổ luôn. Không biết trong 4 tổ này có cái tổ kiến máy móc hay là kiến con mối nào hay không nữa. Hy vọng là sẽ có ha. Rồi mới thấy là tổ kiến này là tổ kiến thường nè. Úi, thơ mai. Ồ, mình tìm ra rồi. Cái Termite Nest này là cái tổ con mối á. Ngon. Ừ, hết sao nãy mình không đập luôn nhờ. Red End mình lượm luôn đi. Ô trời đất ơi, quý vị hồi nãy mình đập cái tổ kiến là mình biết liền rồi là con gì liền. Thiệt, chị cũng ngồi gánh ngồi đợi nữa chứ. Đúng là mình gánh thiệt. Rồi, qua đây coi đây công trình gì á. Công trình gì mà ngộ vậy. Trời, nhìn nguy hiểm vậy. Vô đập lẹ. Không biết công trình gì, cứ đập trước đi. Ui, giật mình. Mẹn đất ơi, con bò gì á. Đập hết mấy cái lồng luôn. Con Speedbug. Đây là những con bò. Bò nè. Mình sẽ giết hết á. Mình có cung ultimate mà. Mình cứ bắn thôi. Bắn liền luôn. Ủa, nó còn biết bay lên đấy. Nó tấn công nữa kìa. Cho nó chết hết. Mình vừa bắn cung mà vừa dùng súng máy của bộ giáp bắn luôn ha. Đỡ sao mà nổi được mấy con này. Rồi chết chưa. Xong rồi, mình đã dọn sạch cái đám này rồi. Và những con bọ thì nó sẽ rơi ra cho mình Amethyst ha. Khá là tốt đấy chứ. Trời ơi, phải mình biết sớm thì mình sẽ để dành cái lòng spawn để mình farm những cái cục Amethyst này luôn rồi. Hơi tiếc, mình đập nhanh quá. Nó cho mình những cái Garden Instant Survival ha. Cái này hình như để mình làm ra cái vườn á, để mình test thử luôn. Cái vườn kiểu siêu tốc á. Đây. Đó. Nó sẽ tự trồng cho mình luôn ha. Khá là tiện cho những bạn nào mà kiểu không có thời gian mà cuốc đất lên rồi trồng á. Cái này rất là tiện luôn nè. Mình nên giữ lại đi. Rồi, đi thêm một đoạn nữa. Ê? Đó là con rết cộng rồ kìa. Cái con này là Caster Killer gì á. Đúng rồi, Caster Killer. Mình sẽ sử dụng súng máy để mình xé vô người nó. Kìa. Nó ăn nguyên một băng đạn của người sát mà nó không có nhầm nhòi gì luôn á. Chắc mình phải thay cái bộ giáp ultimate rồi mình khô máu với nó mới được. Thì may ra mình có thể giết được nó ha. Ê, nó đang cố tình giết mấy bạn gái kìa. Không, mình sẽ không cho nó làm như vậy đâu.
Ai cho ngươi ăn thịt bạn gái? Mùi con này mạnh lắm nha. Mình phải giết nó thôi. Không thể để cho nó làm sằng làm bậy với những cô bạn gái được. Ta sẽ không cho ngươi làm điều đó với những cô bạn gái. Mặc dù mình không phải là đối thủ của nó, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng giết nó. Đó, ta sẽ dồn ngươi vô góc luôn. Cũng một tia may mà. Bắn chán chê thì thôi luôn. Caster Killer hả? Đó, nó quăng tơ nhện kìa. Nó cũng có thể biết quăng mạng nhện giống như những con nhện á. Này thì Caster Killer bắn cho ngươi ra biển luôn. Ra biển mày. Uống nước biển đi. Chết chưa? Bây giờ mình cần phải bay ra khỏi chỗ này nhanh. Cái nón. Ôi, bay lên lẹ sức mạnh của người sát. Bay lên lẹ nào. Khổ ghê luôn á. Rồi được rồi. Nó chưa chết nữa. Phải giết nó nhanh thôi. Không nó hồi máu lại á. Rồi, giết nó xong rồi. Và nó rơi ra món đồ gì nào? Tò mò quá. Rồi đầu tiên là nó sẽ rơi ra mình thanh kiếm, hình như là kiếm ruby á. Đúng luôn, kiếm ruby. Rồi một cái vật phẩm tên là cái gì đó, Caster Killer á. Mình coi thử. Caster Killer Jaw á. Đó là thứ mà mình rất là cần từ cái con Caster Killer luôn. Hên quá, hôm nay đi khám phá mà gặp được nó mình săn luôn á. Để làm ra thanh kiếm Big Bertha á. Thôi chắc bây giờ thì mình sẽ tạm thời lưu cái điểm này lại, rồi chúng ta sẽ bay về nhà để tiến hành chế tạo ra bộ sáp siêu anh hùng ha. Về nhà, công việc đầu tiên của mình là nướng mấy cái cua lên mới được. nướng cua thôi. Cho cua vô đây. Cho than giờ để lấy thịt cua xí ha, ăn ha. Rồi, và mình sẽ làm bộ sáp của siêu anh hùng Captain America luôn ha. Tại vì có cái miếng này nè, làm luôn. Hình như cái này mình có thể dùng được hay sao á. Cái này nó để là Captain America. Hoặc là mình có thể dùng lệnh hả? Mình có thể dùng lệnh là cái gì? Sẹt BB. Đó, mình dùng rồi. Coi thử nào. Captain America. Đây. Ủa? Đây. First Adventure nè. Dữ. Cái này nguyên cái kit luôn á. Nó có quá trời nè. Wow. Đã nha. First Adventure. Cái bộ giáp này là Adventure hả? Chắc mình làm cái này đi nha. Cái này trông có vẻ là xịn nhất nè. Tại mấy cái kia thì mình bị khóa, mình không có chế tạo được. Mình làm được mỗi cái Adventure này thôi à. Nó cần là logo Close Star nữa hả? Để mình làm trước từng bộ phận đi ha. Logo, mình sẽ làm từng cái. Logo nè. Rồi cái gì đó, Close Star gì nữa. Close Star. Đúng không ta? Close Star, đây, cái ngôi sao. Ngôi sao là cần White Fabric. White Fabric thì mình có luôn. Đó. Hai thứ rồi. Orange Gem thì mình cũng có luôn rồi nè. Ngon, tính ra công thức nó cũng không quá khó. Orange. Ê, ủa cái này là yellow hả? 7. Lộn. Hơi nhầm lẫn một xíu. Orange Gem đây. Rồi, nó cần có thêm Red Fabric, Blue Fabric nè. Rồi cái da màu đỏ nữa. Red Fabric có luôn, Blue Fabric có luôn. Da màu đỏ thì để mình chế tạo thì mới có. Đây, da màu đỏ làm cả đống luôn để dành dùng dần á. Xong. Tiếp theo, công thức tiếp theo. Nó cần phải có là Black Iron Ingot với một cái Gold Ingot thôi. Ôi, tính ra nó rẻ ghê nhờ. Tại vì vậy mình làm từ đầu là chắc được luôn á. Đây, đủ rồi nè. Giờ thì tiến hành chế tạo thôi. Và bộ giáp Ultimate thì tạm thời mình sẽ cất vô trong ha. Chắc mình treo lên trên luôn đi cho nó gọn kho đồ, chứ kho đồ mình bừa bộn quá trời rồi. Đây, Iron Man cất vô. Ủa, cất vô đây chứ. Bậy quá. Rồi bộ giáp Ultimate cất qua đây. Xong, ngồi xuống dưới chúng ta chế tạo ra cái bộ giáp siêu anh hùng đội trưởng Mỹ thôi nào. Hey, chuẩn bị bộ giáp của Captain America. Ủa, có chưa? Ok. Ủa, sao mất tiêu rồi? Order, đây. Order đây. Nó nằm bên order á.
mấy cái bộ giáp mà mình dùng cái kit hồi nãy á, nó nằm ở bên cái order á, nó có khác gì bên kia không ta? Mình coi coi. Hình như nó là một á. Captain America ở bên bình thường nè, với cái bên Adventure này. Ủa nó khác hả? Ủa mình nhìn nó giống nhau mà ta. Ừ nó giống nhau thiệt. Ủa khác. Nó khác cái vẻ bề ngoài. Nhìn nó đẹp hơn á. Nè bên đây nè, nhìn nó kiểu nó hơi thô á. Còn bên đây thì nhìn nó chi tiết hơn rất là nhiều nha. Đó, thế nào mình sẽ chế tạo bên đây để cho nó đẹp. Và boom. Ten ten ten. Đội trưởng Mỹ đã được chế tạo thành công rồi. Bộ giáp quá là xịn luôn. À, đội trưởng Mỹ thì đặc trưng là gì? Là cái khiên đúng không? Và để mình lấy cái khiên ra nha. Ten. Cái khiên của đội trưởng Mỹ nè, nhìn nó có sắc nét chưa? Quá là đẹp luôn á. Và đội trưởng Mỹ thì hình như mình có thể phóng cái khiên này được á. Để mình thử nha. Kìa, phóng cái khiên kìa. Quá ghê luôn. Không biết cái khiên này có mạnh hay không nữa. Mình phải tìm một cái gì đó để mình test mới được. Phóng vô con này. Đó, quá nhanh. Đánh được không? Đánh được nhưng mà không mạnh. Mạnh bằng phóng á. Ủa mất cái khiên luôn rồi. À đây, nó bay rồi chưa? Úi, cái khiên có lúc nó bay đi luôn nha. Phải cẩn thận không thôi, nó bay đi luôn á. Rồi, cái năng F là Shield Slide. Cái này chắc phải có đối tượng mới test được. Để mình tìm đối tượng. Còn bây giờ cũng kén đối tượng quá. Uppercut nữa nè. Rồi Charin Star. À Charin Star là mình dùng cái khiên mình ủi tới phía trước á. Rồi có kỹ năng cú đá nữa nè. Võ thuật á. Kết hợp với võ thuật luôn nha. Và kỹ năng cuối cùng là Super Soider. Vừa đá vừa phóng khiên hay sao ấy. Ghê thiệt. Mình test thử từng kỹ năng coi. Mình quýnh con bướm không được. Không biết kỹ năng F là gì ta. Mình dùng là thì nó không có hiệu ứng gì hết á. Shield Slide nè. Hay là mình phải phóng cái khiên. Ôi mình thử phóng lại coi. Hình như cái khiên nó có thể nhảy qua nhiều mục tiêu hay sao ấy. Đó đúng rồi. Nó có thể nhảy qua nhiều mục tiêu ha. Cũng ổn. Đó nó nhảy coi. Về cái khiên. Cái khiên mất tiêu rồi. Ok. Trời đất ơi, phóng đôi lúc là cái khiên nó bay đi luôn, nó không về với mình luôn á. Sợ thiệt sự. Nhưng mà cái này tiếc cái là mình không có chế tạo được chiếc xe của Captain America lúc làm nhiệm vụ ha. Cái xe kiểu hồi xưa á. Nếu mà chế tạo được chắc trông sẽ rất là ngầu đây. Rồi, nói tóm lại thì với bộ giáp của Captain America thì mình đã có được gần đủ chứ ta? Gần đủ những bộ giáp trong đội Avenger chứ nhờ. Hình như còn thiếu một vài thành viên nữa. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng mình chế tạo nè, để cho nó hoàn thành bộ sưu tập trong đội Avenger luôn á, cho nó đã luôn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.